em hướng dẫn mọi người cách reset cài đặt gốc trên màn hình Android Odyssey sau một thời gian sử dụng nó bị chậm lag lại. Mọi người vào ứng dụng này, mọi người vào cài setting này, mọi người kéo xuống dưới này, mọi người vào phần more này, rồi kéo xuống dưới này, có phần để cài đặt sang tiếng Anh, có phần cài đặt sang tiếng Việt, thì ở đây sẽ chuyển sang tiếng Việt trước cho mọi người dễ nhìn này. Để chuyển sang tiếng Việt trước. Tiếng Việt này. Ok. Sau khi chuyển sang tiếng Việt, mọi người kéo xuống dưới này. Rồi vào cài đặt xe này. Mọi người kéo xuống dưới này. Mọi người đặt lại nhà máy này. Đặt lại nhà máy này. Mọi người nhập mật khẩu là 7890. Sau khi nhập mật khẩu là 7890 mọi người nhấn ok. Nó sẽ hỏi là xóa hết. Đây là khôi phục cài đặt gốc. Phần mềm của bên thứ ba sẽ bị xóa và cài đặt lại hệ thống hiện tại sẽ bị mất. Tức là tất cả phần mềm mà em đã cài sẵn vào để mọi người sử dụng như là Vietmap, Navi, giọng nói sẽ bị mất hết. Thì những cái video cài hướng dẫn cài lại bọn em bên em đã có ở trên kênh sẵn trên kênh YouTube rồi. Mọi người chỉ việc vào kênh tìm kiếm lại từ khóa để mọi người làm theo hướng dẫn để cài đặt lại nhé.